Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, một vụ án không khác gì một bộ phim hành động tâm lý tình cảm, mà nếu được truyền thể thành phim thật thì có lẽ đây sẽ là bom tấn của phòng vé phim Việt. Nhân vật chính trong bộ phim này lại là một cô gái không chỉ được biết đến với danh xưng hot girl mà còn rất giỏi thao túng tâm lý đối phương khiến cho nạn nhân không mảy may nghi ngờ màn kịch mà cô gái này tạo nên. Không ai khác, đó chính là siêu lừa Ninh Thị Vân Anh, hay còn được gọi với cái tên Tina Dương, chủ nhân của hàng loạt màn lừa đảo. Sau hàng loạt đơn thư gửi về cơ quan chức năng tố giác hành vi phạm tội của Hot Girl sinh năm 1995, nổi bật nhất phải kể đến là đám cưới thế kỷ mà Tina Dương là cô dâu. Từ cô gái quê lột xác thành siêu lừa Tina Dương trong đám cưới thế kỷ, trong số nhiều đơn thư tố giác Ninh Thị Vân Anh trước đó, thể hiện gót ngơn sinh năm 1995 này có dấu hiệu hành vi vi phạm một số vụ khác. Trong số đó, vụ nhập vai nữ đại gia thuê người tổ chức siêu đám cưới. Ninh Thị Vân Anh được cư dân mạng đặt biệt danh là Anna Bắc Giang, được ghép từ tên nhân vật Anna trong phim Tiểu thư dựng truyện với địa danh Bắc Giang, quê của cô ta. Ninh Thị Vân Anh, quê ở xã Đào Mỹ, huyện Lạc Giang, tỉnh Bắc Giang. Vân Anh là chị cả trong gia đình có ba chị em. Học hết lớp 8 trường làng thì Vân Anh bỏ ra Hà Nội bán quần áo, rồi yêu và kết hôn với một người đàn ông quê ở Phú Thọ. Sau gần 2 năm thì ly hôn. Nhờ có gương mặt xinh xắn ưa nhìn, Vân Anh dễ dàng tìm cho mình những con mồi đầu tiên. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ thỏa mãn tham vọng của cô ta. Vân Anh tìm đến những con mồi giàu có hơn và còn tỉ mỉ hơn khi hoạch định sẵn kế hoạch cụ thể chi tiết cho những màn siêu lừa mãn nhãn của cô ta. Cũng không thể không nhắc đến khả năng thao túng tâm lý người khác dù không học qua bất kỳ trường lớp tâm lý nào. Ngày 13 tháng 9, tài khoản Facebook NL đã đăng bài tố cáo VA, Bài viết cho rằng, năm 2018, VA đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò. Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết bằng những tài sản xa xỉ, đắt tiền. Chị L cho biết, đám cưới giữa VA và em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của VA lên tới vài trăm người, cuộc hồi môn là chiếc Rolls Royce, trị giá gần chục tỷ đồng. Đáng nói, người đóng vai ông bố trong đám cưới này là một diễn viên khá quen mặt trên truyền hình. Tìm hiểu về thực hư của vụ việc, theo một nguồn tin cho biết, để tổ chức đám cưới xứng lứa vừa đôi với nhà trai, VA đã tìm đến công ty cổ phần Vinamos Hà Nội, công ty chuyên tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực để nhiều vả. Theo thông tin ghi nhận từ bản tường trình viết tay của người mang tên Nguyễn Xuân Thiện, giám đốc công ty cổ phần Vinamos cho thấy, đám cưới của VA chính là một màn kịch. Bản tường trình được người viết để gửi cơ quan chức năng nêu rõ. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2018, công ty tôi có nhận được một cuộc gọi của một khách hàng tên là An, thường gọi là Linh Anh, tức NTVA, hay còn gọi là Anna Bắc Giang. Sinh năm 1991, quê ở Việt Yên, Bắc Giang, nơi tạm trú tại một căn hộ ở Tham City, có nhờ công ty cho thuê người để tổ chức đám cưới. Lý do của việc cô gái này muốn thuê người để tổ chức đám cưới cho mình vì đang mang bầu hơn 5 tháng với bạn trai là thay đổi. Nhà cô dâu, mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai và không đưa dưỡng, đặc biệt cần một đám cưới để môn đăng hộ đối với nhà bạn trai do một số lý do cá nhân. Sau này giải thích trong các live stream, cô ta cho rằng họ quý tôi thì nhận làm con nuôi, chẳng có gì khó hiểu. Có điều cô ta có tận ba ông bố nuôi trong một đám cưới tương tự, và đám cưới nào cũng hoành tráng. Nếu không tổ chức ở khách sạn 5 sao thì cũng phải là một nơi lãng mạn đắt đỏ như ở rừng thông Đà Lạt. Thậm chí khi bạn trai nghi ngờ, siêu lừa Tina Dương còn thuê một người đàn ông giả làm bố mình, sau đó nhắn tin cho bạn trai hiện tại thông báo rằng Tina Dương đã bị bắt cóc tống tiền. Sau đó ông bố giả này còn kể khổ đồng thời tâng bốc con gái dởm với cậu con rể hụt, khiến cho anh chàng này tin tưởng và còn cảm thấy hối hận vì lỡ nghi ngờ bạn gái. Sau một loạt những nghi vấn, gia đình nhà chồng cho rằng Vân Anh đã lừa họ chiếm đoạt 17 tỷ đồng với chiêu trò thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, ô tô hàng chục tỷ, thuê người đóng giả bố, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để tặng nhà cho chồng. Thì đàng trai đã đi tìm hiểu và biết sự thật. Vân Anh không có bố đại gia, bố mẹ cô ta đã ly hôn và nhà nghèo khó chứ không có của hồi môn là chiếc xe hàng chục tỷ tặng con sau khi bị bóc phốt vân anh về lại quê làm nghề khâu nón rồi chỉ được hai tháng cô ta lại quay lại thành phố rồi đi thẳng một mạch từ đó đến nay đáng nói theo chia sẻ từ gia đình vân anh với báo chí mang tiếng là con gái bị người ta tố cáo lừa đảo nhiều tiền như vậy nhưng chỉ duy nhất có một lần cô ta gửi về nhà 3 triệu đồng vân anh rất ít khi liên lạc về nhà luôn lấy lý do bận công việc Tất nhiên là gia đình cô ta cũng không hề biết rằng, từ khi bỏ người chồng đầu có kết hôn đoàng hoàng thì trong vòng 4 năm tính đến nay, Vân Anh đã kịp tổ chức thêm 3 đám cưới, đám cưới nào cũng hoành tráng, đều có những ông bố bà mẹ giàu có xuất hiện, nếu không trong vai quan chức thì cũng trong vai doanh nhân thành đạt. Nếu không bị gia đình chồng cũ lên mạng bóc phốt cô, thì trong tương lai, không biết chừng bao nhiêu nạn nhân nữa cay đắng ăn quả lừa tình lừa tiền của cô gái chơi trễ này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận nhiều nội dung tố cáo Tina Dương, trong đó có đơn tố cáo siêu đám cưới gửi qua đường biêu điện. Quá trình điều tra, một số nội dung tố cáo có những điểm chưa rõ về thời gian, địa điểm cụ thể xảy ra. Khi cơ quan điều tra mời những người có tên trong đơn tố cáo đến làm việc thì những người này chưa hợp tác. Cũng theo những đơn tố cáo, địa điểm xảy ra một số vụ việc ở tỉnh thành khác như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, cơ quan điều tra đã có công văn trả lời và hướng người tố cáo gửi đơn đến những cơ quan, địa phương có liên quan. Siêu lừa Bắc Giang, Tina Dương hầu tòa với hai tội danh. Sau hàng loạt đơn thư tố cáo, ngày 9 tháng 6, Hot gần Tina Dương chính thức hầu tòa. Siêu lừa bị truy tố về hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Điều đáng chú ý, Tina Dương xuất hiện trong phiên tòa với diện mạo khác lạ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Sáng ngày 9 tháng 6, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Ninh Thị Vân Anh, hay còn gọi là Tina Dương, sinh năm 1995, quê ở Bắc Giang, với hai tội danh. Bị cáo Ninh Thị Vân Anh, sinh năm 1995, cư trú tại thôn Tân Phúc, xã Đào Mỹ, huyện Lạc Giang, tỉnh Bắc Giang, bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố về hai tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tại phiên tòa, đứng trước vành bóng ngựa, người ta thấy một Tina Dương rất khác mái tóc ngắn ngang vai thay thế cho mái tóc dài trước kia. Làn da của cô cũng có vẻ trắng hơn. Thái độ của hot girl sinh năm 95 vẫn rất bình thản, không hề tỏ ra mất bình tĩnh, sợ hãi như nhiều người vẫn tưởng tượng. Theo cáo trạng, ngày 24 tháng 1 năm 2022, Ninh Thị Vân Anh thỏa thuận thuê của công ty gia đình Việt một ô tô nhãn hiệu VinFast Lux A2.0, biển số 51H24274, trị giá hơn 774 triệu đồng để làm phương tiện đi lại. Tháng 5 năm 2022, Vân Anh lái xe ra Ninh Bình và rủ một người bạn mở cửa hàng bán trái cây. Thời điểm này, Vân Anh mua trả góp hai sim điện thoại số đẹp của một người ở tỉnh Hải Dương với giá 500 triệu đồng. Để có tiền đầu tư mua trái cây và trả góp sim điện thoại, Vân Anh bán ô tô biển số 51H24XXX cho anh Hát, ngụ ở thành phố Hà Nội với giá 450 triệu đồng. Sau khi nhận số tiền cọc 160 triệu đồng vào ngày 9 tháng 6 năm 2022 của anh Bùi Đức Hiếu, Ninh Thị Vân Anh thuê một người không rõ nhân thân lai lịch, làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe biển số 51H24274 giao cho anh Hiếu và yêu cầu anh Hiếu chuyển thêm tiền cọc nhiều lần tổng cộng 230 triệu đồng. Hành vi thuê xe trị giá 774 triệu đồng của công ty Gia Đình Việt sau đó đem bán cho anh Bùi Đức Hiếu lấy số tiền 390 triệu đồng như nêu trên của Ninh Thị Vân Anh được cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Do tổng số tiền Vân Anh chiếm đoạt trên 500 triệu đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 4 điều 175 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 còn hành vi sử dụng giấy chứng nhận đăng ký ô tô giả giao cho anh Hiếu để anh Hiếu tiếp tục chuyển thêm số tiền 230 triệu đồng mua xe của Ninh Thị Vân Anh đã cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại điểm B khoản 3 điều 341 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận cho rằng hành vi phạm tội của Ninh Thị Vân Anh là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an xã hội, do đó cần xử lý nghiêm nhằm gian đe giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung. Kết thúc phiên xét xử, hội đồng xét xử đã tuyên mức án 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hình phạt là 11 năm tù giam. Quá trình xét hỏi, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng đã truy tố, bị cáo ăn năn hối lỗi về hành vi của mình gây ra, thành khẩn khai báo, bồi thường thiệt hại. Nói lời sau cùng tại tòa, Vân Anh bật khóc nức nở và xin lỗi gia đình cũng như các bị hại. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét mức án thấp nhất để sớm trở về với gia đình. Bị hại tại tòa không yêu cầu gì thêm về bồi thường dân sự và mong hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo vì hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Ninh Thị Vân Anh, 28 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Giang, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4.175 Điều Bộ Luật Hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo khoản 3 điều 341 Bộ luật hình sự. Tiếp đến vào ngày 29 tháng 5, tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa bị can Ninh Thị Vân Anh ra xét xử với hai tội danh: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tuy nhiên tại phiên tòa, người bị hại vắng mặt không có lý do nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa. Với bản án 11 năm tù, có lẽ Vân Anh sẽ có đủ thời gian để suy ngẫm về hành vi sai trái của mình. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Chưa phải là quá muộn để Vân Anh hối cải và làm lại. Rất mong sau quãng thời gian chấp hành án, cô sẽ làm một người có ích cho gia đình và xã hội như những gì cô đã hứa trước tòa, không còn là một Tina Dương bị người đời chê cười nữa.